Phật đản sanh, chúng con xin nguyện thành kính dâng người. Cả vườn hoa thắm tươi gửi thay tấm lòng dành Đức Thế Tôn. Mùi trầm hương ngát thơm, cánh hoa ưu đàm nở khắp Phật đài. Lòng mừng vui hát vang, mơ hồi mười phương cung nghinh thần vang. Người là bậc ánh sáng soi rọi những màu khắp chốn, soi rọi đàn nguyên bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai thời bầu trời giáo lý, đi vào địa ngục si mê giải cứu chúng sanh. Nguyện thành lòng đánh lễ, đừng ngờ rằng người anh đuốc, đừng về đồng lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào ta muôn nơi. Người là bậc ánh sáng soi rọi nhiệm màu khắp chốn, soi rọi đàn đường bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai thời bầu trời giáo lý, đi vào địa ngục si mê giải cứu chúng sanh. Nguyện thành lòng đánh lễ, đừng ngờ rằng người anh đuốc, đừng về đồng lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào ba muôn nơi. Từ bi anh đào ba. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Để chúng ta cho một đèn vỗ tay thật lớn được không ạ? Một đèn phóng sáng đó rồi hả? Đèn phóng sáng đó rồi. Chúng ta cùng giơ cao lên coi. A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc vị ơi. Hình như có bên đây chưa có hả ta? Bên nào chưa có đưa tay coi thử coi ta. Còn bên đây, để mấy chú giác ra từ từ nha. Đây là một cái pháp hội rất thù thắng ngay ngày Phật đản nha quý vị. Nên ai dự cái pháp hội này cũng là một cái kỷ niệm đặc biệt nha. Nhớ cố gắng khi nhận đèn đồ xong hết chúng ta ở lại. Chúng ta ổn định đạo tràng hết. Rồi xong những đứa nói chuyện xong chúng ta có thờ lễ Phật ý nghĩa nha quý vị. Rất ý nghĩa đó. Chúng ta cùng chắp tay niệm bổn sư nhỉ? Cứ cầm đèn bông sen cũng được, niệm bổn sư cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi xuống quý vị. Đây là một cái chương trình Phật đản mà thấy là quý vị biết rằng là quá hoành tráng đúng không quý vị? Cái thấy hồi xưa giờ đi đến chùa có ai tặng cái đèn này cho quý vị lần nào chưa quý vị? Nhớ kỹ nghe, ai nhận được cái đèn này chúng ta về để bàn thờ ông bà mình.
hoặc là vị trí nào trong gia đình mình đó quý vị, bắt niệm Phật xuyên suốt. Đây cũng là một cái kỷ niệm đặc biệt mà chúng ta đi đến đây dự chương trình ngày lễ Phật đản sanh, là Đức Phật đến với cuộc đời này nghe quý vị. Đây là ý nghĩa lắm á. Nhớ. Và chương trình này cũng là một cái ý nghĩa rất đặc biệt, là nhắc nhở chúng ta. Thí dụ như Đức Phật đi đến cuộc đời này bây giờ gần 3.000 năm rồi, mà mỗi năm tới ngày sinh của Đức Phật là người ta tổ chức rất là hoành tráng, long trọng, đúng không? Vậy thì cuộc đời mình đi đến cái cõi này, mình cũng phải làm một cái gì để ý nghĩa cho nó đặc biệt chứ quý vị, đúng không? Chứ đừng có đi đến đây mà tạo nghiệp không, cuối cùng chúng ta lại đi xuống với tam đồ ác đạo nghe. Quý vị thấy Đức Phật ngài buông bỏ hết cung vàng địa ngọc mà ngài đi tu, ngài hướng đến giải thoát, nên tới bây giờ luôn mà mỗi năm ngày sinh nhật của Đức Phật là người ta tổ chức, quý vị thấy lớn chưa? Nó đặc biệt chưa? Đây là cái thông điệp mà nhắc nhở chúng ta, dù cho mình làm ăn gì cũng biết, nhưng mà cái việc mà tạo tội nghiệp thì tránh, cái việc tu tạo phước duyên và tu cầu giải thoát thì cố gắng làm. Cái này là cái rất là quan trọng cho cuộc đời chúng ta đó quý vị. Thật sự mà nói thì những đức dùng đa dạng phương tiện luôn, mong cho tất cả mọi người đi về chùa mình, người ta có cái món quà ý nghĩa, mà cái món quà đặc biệt nhất á là những đức muốn đem câu Phật hiệu đến từng nhà quý vị đó. Đây là 100% cái nhân duyên những đức đi đến với cuộc đời này, những đức thích làm vậy đó. Nghĩa là từ máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật, rồi máy nghe Pháp là truyền bá khắp nơi nơi, không biết bao nhiêu mà nói. Từ người khiếm thị, khiếm tật, từ những người nghèo, từ tất cả Phật tử là không biết bao nhiêu mình tặng mà nói. Quý vị coi mà tặng đèn bông sen mà giác kinh đi, quý vị thấy kinh khủng không? Đó. Mà quý vị biết rằng là quay lên cái pháp hội này nhìn thù thắng đó quý vị ơi. Thật sự mà nói, nhìn mà mình thấy mình vui trong lòng. Mình nói chàng ơi, mình nếu như mà mình không đi tu, bản thân mình lo cho mình không xong. Vậy mà mình bây giờ mình đi tu mà mình làm được cái việc ý nghĩa này chàng, quá đặc biệt luôn quý vị ơi. Bây giờ mà có khi mà bản thân có những đức mà nếu mà có học cao hiểu rộng gì cũng không làm được cái điều này nữa quý vị. Nhờ niệm Phật, thấy không? Nhờ chân thật làm việc cho chúng sanh. Thật sự mà nói thì của chúng sanh đem đưa cho mình, mà mình dám làm hay không mới là quan trọng á. Ví dụ như giờ một cái đèn bông sen này đem về, quý vị bật lên gia đình, quý vị đi qua đi lỡ cũng nghe, đi qua đi lỡ cũng nghe. Đâu phải mình quý vị nghe đâu. Bật lên để trong nhà, đi qua đi lỡ người trong gia đình nghe. Mà mỗi lần mà nghe vậy là được gieo cái chủng tử Phật vào tâm họ. Gieo cái chủng tử Phật vào tâm họ. Vì cầm cái đèn bông sen, vì đưa cao lên các quý vị, nhìn đẹp lắm nè. Đó, vì thấy không? Để mọi người người ta hoan hỷ quý vị. Ồ, đây là một cái pháp hội thù thắng nha quý vị. Pháp hội Phật đản, ai cũng là phát nguyện, đời này con niệm Phật cầu sanh cực lạc, nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy. Đời này con niệm Phật cầu sanh cực lạc quý vị ơi. Ai muốn vãng sanh đưa đèn bông sen cao lên coi. Còn ai chưa có đèn bông sen thì đưa tay. Thấy không? Quá đẹp quý vị ơi. Thấy không? Đó, đây là đúng là một cái đại pháp hội mà ngài Đức Phật đản sanh, là quý vị biết cái chương trình này là quá ý nghĩa quý vị. Tặng bông sen quý vị thấy ý nghĩa quá không quý vị? Thêm cái khăn bình an nữa. Thấy không? Thôi để xuống đi. Thêm một cái khăn bình an nữa nghe. Mỗi lần tròn cái khăn này nhớ niệm 10 câu Phật hiệu nghe. Ai mà vẫn đêm mà ngủ mà gặp mộng mị rồi đó, gặp chuột gà gì tìm đến đó, thì nhớ niệm 10 câu Phật hiệu, tròn cái khăn vô là ngủ ngon lành. Thấy không? Khăn bình an mà quý vị, cứ niệm Phật đi thì giấc ngủ bình an thôi quý vị à.
Quý vị biết những đức ngủ lúc nào cũng như ngủ là ngủ ngon lành, còn không ngủ là thức. Sáng cũng tỉnh veo. Ngủ là ngủ, còn thức là niệm Phật. Bữa nào mà không ngủ thì niệm Phật, còn bữa nào ngủ thì ngủ. Vì nhớ nghe, nếu ai mà khó ngủ thì cứ niệm Phật đi. Cơ hội ngủ không được để niệm Phật. Quý vị biết rằng là có những người, nghe quý vị, người ta muốn niệm Phật mà nó lại ngủ. Người ta lên chánh điện, người ta niệm Phật cái là nó ngủ à. Còn mình bây giờ mình muốn ngủ mà không ngủ được, vậy thì niệm Phật đi. Đó, quý vị bữa nay thấy là tặng khăn là chắc chắc đủ hết quá. Mấy chục ngàn cái khăn đó, còn không đủ nữa thì thôi. 30 ngàn cái đèn bông sen. Nó hình như là khăn là cũng gần 30 ngàn cái. Vì 30 ngàn mà bữa đó tặng mấy ngàn ở bên kia rồi, nên gần 30 ngàn cái khăn đó quý vị ơi. Đó, thật sự mà nói, những gì Nhật Đức hứa cho quý vị là Nhật Đức cũng chân thật, Nhật Đức làm đó, cố gắng làm. Nhớ nghe quý vị, cái lễ viếng Quan Âm Bồ Tát 19 tháng 6 này sẽ rất là đông, nghe không? Quý vị về đi chắc chắn là sẽ có một món quà lạ kỳ lắm. Hôm nay đừng có nói nữa quý vị ơi, để cho chúng ta hồi hộp chứ, nghe không? Mà cái đặc biệt mà quý vị ơi, sao cái cuộc đời mình á, tự nhiên mình học Phật rồi á, mình đọc tới cái chương kinh mà Nhân Địa Tu Hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo á, tự nhiên bản thân mình thích có duyên với chúng sanh nè. Thích giống như là tặng quà, thích kết duyên với chúng sanh. Tại vì cái nhân địa của Phật A Di Đà đặc biệt quá quý vị. Nên mình bây giờ mình cũng phải đi đến cuộc đời này mình kết duyên cho đặc biệt nha. Kết duyên cho đặc biệt. Đó. Nên bây giờ mà thí dụ như buổi tối đêm nay mà lỡ ai mà không có đèn bông sen hay không có cái khăn, hãy nhìn tất cả những người có này mà hoan hỷ nha quý vị. Chứ đừng có buồn nghe. Chứ đừng có nói xui ghê. Đừng có dùng cái câu này quý vị. Những đức mà tặng hết lòng mà chỉ cần người ta có, lỡ trong đây mà một người tự nhiên mình không có làm sao? Cái người đó đừng có buồn nha quý vị. Thấy người ta đưa cái đèn bông sen lên, mình đưa cái tay lên, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mừng quá chúng sanh được có rồi. Cái tâm đó đó, phước duyên mình lớn dữ lắm nha quý vị. Phước duyên còn lớn hơn cái người có nữa. Tại vì mình tùy hỷ người ta có, hiểu không? Cái tâm này nó đặc biệt quan trọng dữ lắm đó. Nên bữa nay chương trình Nhật Đức nói chuyện một chút, xong chúng ta sẽ lễ Phật 45 phút. Mấy chục ngàn người này mà lễ Phật là ý nghĩa lắm. Không lễ Phật là rất uổng. Thật sự rất là uổng. Mình lễ Phật mình cầu cho người còn sống bình an, toàn cái quả địa cầu này được bình an, giảm bớt nóng đi, mưa thuận gió hòa cho chúng sanh được bình an, sống được tốt. Rồi mình cầu nguyện cho tất cả những người chết chưa siêu thoát được siêu thoát, hiểu không? Có nghĩa là nguyên một cái vàng người này, mấy chục ngàn người nghe, mà niệm Phật lễ Phật lên một cái vị coi, cả một bầu trời này sáng rực rỡ luôn. Mưa luôn á. Hiểu không? Nguyên cái vàng người này mà lễ Phật mà mưa, bây giờ cũng ngồi y thinh chỗ này, hiểu không? Cũng lễ luôn chứ sao. Đó, đây mới là pháp hội đại thù thắng, đúng quý vị? Nhưng mà tốt nhất ông chờ đựng mưa là ngon nhất, thấy không? Tốt nhất ông chờ đựng mưa là đặc biệt ngon nhất, nhớ kỹ. Quý vị biết rằng là giờ này mà thí dụ như có một hai đoàn đi mà người ta lên xe, người ta về là người ta tệ lắm quý vị, cực kỳ tệ luôn. Ví dụ như một hai đòn mà lên xe về, nghe Nhật Đức nói quý vị tệ lắm á. Tệ mà quý vị là đoạn hết cái duyên của quý vị đi đến đây dự chương trình Phật Đản. Đúng là buổi tối này mới là chương trình Phật Đản nè. Chớ quý vị nghĩ đi, một cái khăn, một cái đèn bông sen này không lẽ quan trọng hơn cái pháp hội chúng ta niệm Phật sao? Cái tâm đó hẹp lắm nghe quý vị. Mình là người tu, mình mở cái tâm lượng mình ra. Đó, ông thầy ông còn ngồi đây mà mình dám gì là mình gan cùng mình. Tại vì sao? Ông thầy ông đứng tổ chức cho mình mà. Xong chương trình mới gọi là viên mãn một chương trình quý vị.
hiểu không? Đó. Nên hồi nãy như Đức ở ngoài kia, như Đức thấy á, khi nhận đồ xong á, một số người ta ra xe người ta về đông dữ lắm, nhưng mà ra xe về, ví dụ như mấy chiếc xe là như Đức thấy họ uổng á. Vì kinh nghiệm nha quý vị, đừng nên làm như vậy. Quý vị dù có nhận được cái đèn bông sen, cái khăn đi chăng nữa, nó cũng không ý nghĩa gì hết trơn á. Nó mới là chương trình viên mãn, đó mới là tấm lòng của mình, hiểu không? Ừ. Tại vì sao một công đức niệm Phật lớn không biết bao nhiêu ngàn lần mà nói, so sánh với cái món quà này. Nếu như mà mình nhận xong mà mình đi về, vậy là cái tâm mình không phải là người niệm Phật, không phải là người cung kính tưởng nhớ đến cái ngày mà Đức Phật đến với cuộc đời này, đem ánh sáng mà soi gọi cho tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này để lìa khổ được vui, hiểu không? Đó. Nên á, mình là người học Phật, nó phải nhận thức sâu sắc. Mình đi đến chùa mình cũng phải nghe giảng dạy quý vị, để mình được lợi ích. Cái lộc của nhà chùa tặng là cái tâm chân thành quý vị mà tiếp nhận đó. Còn thí dụ như ở đây mà ai mà đi, thí dụ như bây giờ tự nhiên mình có lòng tham, mình lấy thêm cái nữa hai cái, vậy phải là cái lộc không quý vị? Đây là ăn cắp của Tam Bảo, nhắc cho vị hiểu đó. Còn ai mà nói thôi thấy cái khăn đẹp quá, xin thêm cái nữa cho con tôi, đúng không quý vị? Đây là ăn cắp của Tam Bảo. Một người chỉ nhận một cái, nếu không có là tùy hỷ, tuyệt đối mình không dám lấy hai cái, thấy không? Đó, mình đi đến chùa mình phải hiểu nguyên lý này nghe quý vị. Đó, mình không có cái tâm không phải. Rồi á, mình á, nhiệt liệt mình giữ hết cái pháp hội, một chút mình phải lễ Phật, dù mình lễ không nổi mình ngồi trong đó cũng là một cái tâm mình thành kính tưởng nhớ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đến với cái cuộc đời này. Quý vị coi cái tấm gương của Ngài, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, mà Ngài buông bỏ hết trơn Ngài đi tu, nên á, người ta mới ca tụng Ngài như vậy chứ. Quý vị coi cả cái đất nước chúng ta và nước ngoài, người ta tổ chức cái ngày Phật đản, nào là người ta làm xe hoa, rồi người ta làm đủ cấp hết chương trình, mỗi chùa đều tổ chức đen chi, để Phật tử có cơ hội về để tưởng nhớ Ngài Đức Phật đến với cuộc đời này. Còn chùa mình tổ chức là quý vị thấy đơn giản nhưng cực kỳ lớn đó quý vị. Vì là nó ý nghĩa lắm. Vì sao? Vì những đức chia sẻ Phật Pháp bị nghe rồi, những đức lại tặng quý vị những món quà pháp thí, những món quà mà để nhắc nhở quý vị về nhà niệm Phật. Đó là cái tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài muốn cho chúng ta biết pháp môn Tịnh Độ á. À, rất là ý nghĩa nghe. Nên mỗi một người mình quý vị, mình học Phật là giống như mình càng học thì mình càng giảm tham thì đúng. Nếu như mình càng học mà mình tăng lòng tham lên là sai. Bây giờ quý vị coi á, nếu như mà những đức làm mà rình rang gì, mà nếu như những đức là con người tham lam, những đức dám làm không quý vị? Không dám bỏ đâu quý vị. Dù người ta đưa tiền nhưng không dám bỏ ra, giấu. À, nhưng mà cuộc đời mình hiểu rồi quý vị, sanh không mang đến, chết không mang đi. Những gì dù của người ta đưa mình mà qua tay mà mình làm cũng là một nhân duyên trồng thiện căn phước báo rất là lớn. Nhớ nghe quý vị, mình là Phật tử học Phật nghe, chỉ cần thấy nơi nào xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, làm những việc thiện, chỉ cần mang một cái tâm tùy hỷ cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho nơi đó được làm viên mãn, chỉ cần có một cái tâm này là duyên phước quý vị rất là lớn. Dù là quý vị không cúng một cắt bạc nhưng duyên phước quý vị rất là lớn. Nhưng mà những việc thiện người ta làm mà mình chỉ cần bỏ ra một lời nói, ngưu làm gì chứ coi chừng tiêu bây giờ, hư bây giờ, mưa xuống chạy hết bây giờ. Mình chỉ cần nói một câu đó rồi là tội lỗi đến với mình rất là lớn, vì không biết cầu nguyện cho người ta tốt, hiểu không? Nên mình tu hành á, mình niệm Phật, nên cái tâm mình lúc nào cũng cầu nguyện cho người ta được tốt. Luôn luôn mình cầu nguyện cho người ta tốt, mình cầu nguyện cho người ta được lợi ích. Dù mình như thế nào nhưng mình luôn luôn cầu nguyện cho người ta tốt, người ta được lợi ích. Chứ mình không bao giờ có cái tâm mà mình muốn cho người ta đau khổ. Một nụ cười mình giúp cho người ta được cười, mình cũng mong cho người ta cười. Chứ mình không bao giờ muốn cho người ta nhăn mày nhăn mặt. Luôn luôn có cái tâm đó đó quý vị.
Cái tâm đó rất là quan trọng nghe, cực kỳ quan trọng luôn đó. Hôm qua tự nhiên Nhận Đức đi á, Nhận Đức ghi mấy cái câu này rất là hay nè quý vị, nghe không? Quý vị đưa đèn bông sen lên cao ha. Nhận Đức đọc xong một câu, quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống những lời này tự nhiên giống như những lời của Đức Thích Ca Mâu Ni dạy mình, những lời nhẫn nhịn mà tu. Đưa đèn bông sen cao lên ha. Nhận Đức đọc một câu, quý vị niệm chung niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe tưởng nhớ ngài. Cái ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến với cuộc đời này, giống như trong lòng mình giữ tâm thanh tịnh, mặc niệm trong cái tâm mình ha. Niệm cùng âm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nghe nè. 10 câu nhẫn nhịn rất hay nghe nè. Nhịn đi con để tâm con sáng suốt, thoát hồng trần và cuộc sống khổ đau. Gán lên con cứ nhẫn nhịn đi nào, dù đời có làm con đau đi nữa. Nhịn đi con giữa dòng đời xô đẩy, lẽ vô thường ai nấy cũng xuôi tay. Cứ giữ tâm nhẫn nhịn sống từng ngày, giữa bão tố trong gai con có Phật. Nhịn đi con sống bằng tâm chân thật, hơn thua gì được mắt của thế gian. Nhịn đi con để cuộc sống an nhàn, tham đắm chi cảnh trần gian cám dỗ. Nhịn đi con để thân tâm không khổ, giác ngộ về đúng chỗ sống an vui. Nhịn đi con ơn cha mẹ dưỡng nuôi, con nên nhớ đừng buông xuôi con nhé. Nhịn đi con cố sống vì con trẻ, dù dòng đời có bạc bẽo ra sao. Hãy sống tốt và tin vào lý đạo, luật nhân quả sẽ đáp đền công lao. Đó là 10 câu đó quý vị, nhớ nghe. Ngài Phật Đản mà nhớ 10 câu này nghe quý vị, rất là hay. Nghĩa là quý vị để con sen nó đi. Câu thứ nhất nè: nhịn đi con để tâm con sáng suốt, thoát hồng trần và cuộc sống khổ đau. Nhịn mới thoát khổ đau nghe quý vị. Cái câu Nhận Đức ghi nè: nhẫn là giải thoát, nhịn là an vui. Nhớ câu này nghe, câu này hay nè. Nhẫn là giải thoát, nhịn là an vui. Đức Phật nói nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Nhẫn là giải thoát, nhịn là an vui, đúng rồi. Gán lên con cứ nhẫn nhịn đi nào, dù đời có làm con đau đi nữa. Dù sống trong cuộc đời này có đau khổ cỡ nào, nhưng nhẫn nhịn niệm Phật thì nhất định không khổ. Nhớ nghe. Nhịn đi con giữa dòng đời xô đẩy, lẽ vô thường ai nấy cũng xuôi tay. Rất hay quý vị. Cuối cùng cuộc đời ai cũng xuôi tay nhắm mắt. Dù giàu sang đất đai cò bay thẳng cánh, cũng chôn chúng ta một mảnh đất nhỏ xíu. Còn đi tiêu cũng chỉ là còn một chút cho tàn. Chúng ta không nhẫn niệm Phật, không lẽ đi hơn thua đấu đá làm chi hả quý vị? Cứ giữ tâm nhẫn nhịn sống từng ngày, giữa bão tố trong gai con có Phật. Đó, hay không? Quá hay hả quý vị? Tự nhiên ghi những cái câu này rất là hay nghe quý vị. À, nhịn đi con sống bằng tâm chân thật, hơn thua gì được mắt của thế gian. Nếu những điều này mà chúng ta nghe mà nhận thức mà làm được một chút nào thì lợi ích quá lớn quý vị.
hơn thua chi được mắt của thế gian. Quý vị coi dù giàu sang cỡ nào, một hơi thở thở ra không hít vào, chúng ta có cầm theo được gì không quý vị? Ngày nay là ngày Đức Phật đản sinh, Ngài có tất cả, Ngài buông tất cả. Ta cũng phải học được Phật một chút quý vị à. Nhớ nghe. Nhịn đi con để cuộc sống an nhàn, tham đắm chi cảnh trần gian cám dỗ. Những câu đúng là nó thấm thía đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Nhịn thì để cuộc sống được an nhàn, thấy không? Tham đắm chi cảnh trần gian cám dỗ. Quý vị mà không nhịn với chồng quý vị thì quý vị sao mà vui được? Ông chửi mình chửi lại vui không quý vị? Ông đánh mình đánh lại vui không? Nhưng quý vị trong tâm có Phật mà nhẫn được thì quý vị sẽ an vui vô cùng. Nhịn đi con để thanh tâm không khổ, giác ngộ về đúng chỗ sống an vui. Quý vị niệm Phật quý vị muốn đi về đâu quý vị? Chỉ có thế giới cực lạc mới là chỗ không có khổ. Chỉ có thế giới cực lạc là không có hơn thua đấu tranh. Còn ở cõi này thì Đức Phật nói là khổ không thể nào nói hết. Mà Ngài chỉ mình chỗ về, đó là cực lạc vui, vui chẳng thể nghĩ bàn. Hay không? Đó. Mình nhẫn nại mình niệm Phật thì mình sẽ giác ngộ về đúng chỗ sống an vui. Nên mong rằng quý vị sống trong cuộc đời này đều chân thật niệm Phật và hướng về Tây Phương cực lạc. Đây là chỗ an vui thật sự, nhớ nghe. Nhịn đi con, ơn cha mẹ dưỡng nuôi, con nên nhớ đừng buông xuôi con nhé. Có những người buồn khổ một chuyện gì muốn tự tử chết. Quý vị có nghĩ đến cha mẹ mình sinh mình, nuôi mình khôn lớn quý vị? Chúng ta buồn vì một người chồng, người vợ hoặc là con. Nhưng quý vị hãy ngồi suy nghĩ là thời gian đi học mười mấy năm ra trường rồi có gia đình, chúng ta đã làm gì cho cha mẹ mình hả quý vị? Tại sao chúng ta lại khổ đau và buông xuôi cuộc đời, tìm đến chỗ tự tử chết để bỏ bản thân? Có khi có những người trẻ tuổi cầm điện thoại bấm tối ngày, nhưng để dùng đôi tay mà cha mẹ sinh mình nuôi mình khôn lớn, để dùng đôi tay đó giặt cho cha mẹ bộ đồ, lau mặt cho cha mẹ, rửa chân cho cha mẹ, thì bản thân chúng ta lại không làm. Mà chúng ta có khi khổ đau vì một cái chuyện gì trong cuộc đời mà không nghĩ đến cha mẹ thương mình, sinh mình, nuôi mình khôn lớn, mà lại buông xuôi cuộc đời và đi đến chỗ kết liễu cuộc đời, tự tử chết. Quý vị thấy có cần thiết hay không quý vị? Suy nghĩ nghe, rất là hay đó. Nhịn đi con, ơn cha mẹ dưỡng nuôi, con nên nhớ đừng buông xuôi con nhé. Nhịn đi con, cố sống vì con trẻ, dù dòng đời có bạc bẽo ra sao. Nếu như quý vị bị chồng bỏ hay vợ bỏ, quý vị hãy nghĩ về con mình mà phải sống cho tốt. Mình làm cha là mẹ người ta là một trách nhiệm cực kỳ lớn trong cuộc đời này. Mình đã tạo ra con thì mình phải làm hết trách nhiệm của mình, chứ không phải là chồng bỏ rồi đi kiếm thằng khác. Dù sau này mình có tiền mình nuôi con mình đàng hoàng, nhưng đối với bậu phận là mẹ của chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Con cũng không có sức ảnh hưởng gì. Nếu ai đã phạm như vậy thì thôi cố gắng niệm Phật. Còn chưa phạm như vậy thì nên cảnh tỉnh mình, đừng nên làm chuyện đó. Một lần đã hiểu rồi, một lần trong cuộc đời đã hiểu rồi, nên sống như vậy mà cả đời nuôi con, dạy con đàng hoàng. Dù nghèo đi chăng nữa mà làm từng đôi tay của mình để nuôi con, thì sau này con vẫn tôn trọng mình, và con luôn luôn nhìn nhận mình là một người cha, một người mẹ gương mẫu để cho con tôn kính. Nhớ nghe quý vị. Còn lỡ mình phạm rồi thì thôi, mình cứ niệm Phật thôi nghe quý vị. Chứ đừng có nói ông thầy này, ông nói ông chọt ngay tôi kỳ quá. Không có đâu. Nói đi nhắc nhở thôi nghe. Cái câu này cực kỳ hay của câu thứ 10 nè quý vị. Hãy sống tốt và tin vào lý đạo, luật nhân quả sẽ đáp đền công lao. Hay quá, hay không? Tin vào cái lời dạy của Đức Phật, tin vào nhân quả. Nếu như quý vị sống thật là tốt, sống rất đàng hoàng, sống nhiệt tình vì người ta, mà quý vị bị chù dập, chửi mắng, bị xem thường, bị đối xử tệ bạc, quý vị hãy tin đi, quý vị sẽ được đáp đền công lao bằng cái
là quý vị được Phật A Di Đà rước về Cực Lạc. Phải không? Quý vị hãy làm tốt việc của mình đi. Làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu, người ta có nói này nói kia, lầm, nói lộn mình, bản thân mình vẫn kiên nhẫn nhịn để làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu. Rồi sau này quý vị sẽ được hưởng cái công lao của quý vị. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy, tức khắc chân thật 100%. Vì niệm Phật là Phật A Di Đà sẽ rước quý vị Cực Lạc. Quý vị có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi nghe. Và chúng ta nên chân thật đem cái pháp môn tịnh độ này đi giới thiệu quý vị ư. Nhiệt tình đi, chân thật đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Nếu không phải cái pháp môn tịnh độ này, quý vị về đây quý vị có thể tu mà 3-4 thời này được không? Không bao giờ được. Chỉ có pháp môn tịnh độ như Đức mới tổ chức cho quý vị 3-4 ngày quý vị tu được. Nếu ngoài tịnh độ khó thế nào mà tu 3-4 ngày được. Quý vị ngồi không được không? Ngồi hoài được không? Không đâu. Phải có niệm Phật, phải có sống động, phải có lễ Phật, phải nhiều phương tiện để kết hợp vào, nên quý vị mới được tu mấy ngày. Mà quý vị thấy bình an và an lạc không quý vị? Đây là một hoàn cảnh thật sự quá bình an. Chúng ta hãy lắng động lại quý vị, để hòa mình trong cái hoàn cảnh ngày lễ của Đức Phật đản sinh. Hãy suy nghĩ đến những người đã đi qua trong cuộc đời này. Họ đã để lại những tấm gương đẹp trong cuộc đời, như chúng ta đã từng đi ngang những đoạn đường có những cái tên đường. Chúng ta hãy suy nghĩ vì sao có những đoạn đường có những tên đường như vậy. Đó là những con người sống ý nghĩa trong cuộc đời, mà người để lại cái tên con đường này để cho những người đời sau khi đi qua con đường này nên học theo tấm gương của những con người đã sống và cống hiến cuộc đời mình cho nhân loại. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Nên ngài Phật đản sinh, chúng ta phải nói lên sự việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài vì cái chuyện giải thoát mà ngài khổ đau tìm mọi cách. Có thể 6 năm khổ hạnh, một ngày ăn một hạt mè, khổ cực vô cùng, ngài làm đa dạng phương tiện để lại cho chúng ta một phương pháp tu chung đạo và nhận thức được cách tu. Từ ngày khi còn tại thế, ngài chỉ pháp tu gì, 1000 năm sau pháp tu gì, và thờ mạt pháp tu, pháp tu gì. Đức Phật đã chỉ chúng ta thờ mạt pháp, các con phải nghe lời ta, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Ngài phán một câu rất mạnh dạn: nhiều người tu hành trong thờ mạt pháp, nếu như không niệm Phật thì không có một người đắc đạo. Duy chỉ có những người tín nguyện niệm Phật thì mới được giảng sanh Cực Lạc. Nhớ kỹ nghe, ngài phán một câu cực kỳ mạnh như vậy, rõ ràng, để cho người tu tịnh độ chúng ta hừng hực cái tâm tu tịnh độ. Dù bây giờ quý vị niệm Phật tu hành mà trở ngại từ chồng con vợ, quý vị cứ tu đi, cứ niệm Phật đi. Quý vị đang lễ Phật, Nam Mô với Đà Phật, ai với Đà Phật, nó chạy lên nó bấm cái miệng quý vị, bấm cái miệng quý vị, im gu trong tâm quý vị, A Di Đà Phật. Đó, bụm cái miệng chứ bụm được cái tâm không quý vị? Đó, nên mình bây giờ học Phật rồi, nhẫn nhịn, đừng buồn, dặn hẳn người ta để trong tâm nghe. Quý vị coi giờ này quý vị ngồi đây đông gì, thì một chút thì một số người cũng đi về hộ pháp, thấy không? Những đức điện thoại về bên kia, những đức sắp xếp nấu cháo cho quý vị bệnh, thấy không? Sắp xếp nấu cháo rồi cho quý vị bên đó đó, nghe không? Quý vị biết mình, những đức muốn nói lên điều này đến chí, quý vị biết không? Quý vị phải có cái tâm vì người như vậy đó, nghe không? Rồi sáng mai thức dậy được tu một thờ ở chùa hộ pháp, nó ý nghĩa vô cùng của chuyến đi tu của mình. Rồi những đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị, rồi được phóng sanh cúng đi thực nữa, thì một cái khóa tu cực kỳ xứng đáng cho quý vị tu tập. Quý vị ơi, chúng ta dù kiếm tiền bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa cũng không bằng một phút, năm phút mà quý vị ở trong cái pháp hội nghe pháp niệm Phật lễ Phật này đâu quý vị à. Nhớ đó, cái này là Hòa Thượng Diệu Liên ngày nói rõ ràng, một ngày quý vị kiếm được nhiều tiền cũng không bằng một phút, năm phút quý vị ở trong cái pháp hội lễ Phật nữa. Tại vì một bên là phước báo thế gian, một bên là công đức xuất thế gian, thì phước báo thế gian làm sao so sánh được. Thấy không?
Nên mỗi một người nhớ cái câu nghe: nhẫn là giải thoát, nhịn là an vui. Nên cô nào mà ở đây mà giữ với chồng hiền lại đi nghe. Ừ, với chữ tầm bậy tầm bạ hiền lại đi cái miệng. Muốn hiền cái miệng thì sao? À Di Đà Phật. Với đừng có hỗn với mẹ chồng đâu nghe. Còn ai làm rể mà hỗn với cha mẹ vợ á, niệm Phật đi. Mình thương vợ mình mà sao hỗn với cha mẹ vợ? Mình thương chồng mình mà sao hỗn với cha mẹ chồng hả quý vị? Quý vị muốn quả báo đến với mình sao? Nè cái câu nè: hãy sống tốt và tin vào lý đạo, luật nhân quả sẽ đáp đền công lao. Hãy tin sâu nhân quả nghe quý vị. Chân thật mà niệm Phật nghe. Về nhà có ngôi tam bảo nghe, lần sau lễ Viếng Quan Âm những đức sẽ đặt 5.000 bộ tượng. Bây giờ tổng kết tất cả những nơi làm tượng lại hết luôn. Đặt 5.000 bộ tượng để cho quý vị chuyến này mà đã thỉnh một cái vèo hết trơn. Mong cho mỗi người từng nhà có tượng Phật và có tờ khóa tu. Chỉ có cách này mới kiếp nạn nhân sinh quá giải. Nghe không? Nó chân thật mà làm. Nó ai mà có đủ duyên thì chung tay mà làm. Còn nếu không thì cầu nguyện cho thầy làm được. Vậy thôi. Ở nhà niệm Phật cầu nguyện cho thầy làm được. Quý vị biết rằng mình biết ông thầy mà ông chịu làm việc cho chúng sanh gì cũng mừng đó quý vị ơi. Hiểu không? Chứ nếu tối ngày mà ông dẫn mình đi đầu này đầu kia không biết mình đi đâu. Nên yên tâm nghe. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, còn ta cứ giữ như kiền ba chân. Thị vi tâm loạn, niệm Phật tâm an. Thị vi thêm chán, niệm Phật thêm nhàn. Niệm Phật đi vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật dạy chúng ta chỉ cần người ta niệm Phật là tốt rồi. 4 chữ hay 6 chữ hay niệm Phật, chỉ cần cái tâm hướng về cực lạc là tốt. Đừng nên chấp cứng nghe. Người ta niệm A Di Đà Phật cũng được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cũng được. Chỉ cần quý vị tín nguyện niệm Phật là Phật A Di Đà rước quý vị về cực lạc. Thông cái tâm đi. Tu sao mà càng tu càng dễ. Tu thì sao mà càng ngày càng đỡ chấp. Tu thì sao mà càng ngày càng cười nhiều. Chứ đừng có tu viết mà cái mặt như khỉ khô. Hiểu không? Bây giờ tu viết mà cái gì cũng không vừa lòng không vừa ý vậy tốt quý vị. Đức Phật đâu có làm gì đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngày đi qua một cái chỗ ngoại đạo nó ghét, nó liện chà rai ra, nó liện miễn ra. Vậy mà Đức Phật dẫn đệ tử Đức Phật đi ngang luôn. Có ai á mà nhào ra đánh ta không? Có ai nhào ra chửi người ta mà binh Phật không? Có một thằng nhào ra chửi ngoại đạo: mày tại sao mày liện chà rai ra Phật của tao mày? Ngày đi chảy máu chân rồi kìa. Đức Phật ôn tồn, Đức Phật nói: này con, nhân quả của ta thì ta chịu.
trong nhiều đời nhiều kiếp ta cũng hại họ. Họ đi ta liện chà rai ra, liện miễn ra. Dù bây giờ ta đã làm Phật rồi, nhưng mà sanh đến cuộc đời thì tất cả những cái nhân cái quả gì đã tạo, ta không bao giờ mê trong nhân quả. Con hãy nghe ta dạy, lo tu hành, đừng nên binh ta, vì ta không có ảnh hưởng gì cả. Con binh ta mà con nên xem lại con. Nếu như con đi xuống dưới tam đồ ác đạo thì ta tội nghiệp con lắm. Con đừng làm việc này nghe con. Nghe nghe quý vị, nghe không? Nên ai mà nói tôi gì đừng có binh tôi. Quý vị lo niệm Phật mới là binh tôi đó. Quý vị niệm Phật mới là binh, một lời cũng không nói nữa. Còn muốn cần nói thì ghi một chữ A-di-đà-phật hoặc Nam-mô-a-di-đà-phật. Được rồi, một câu cũng không cần trả lời tới nữa, hiểu chưa? Một cọng rác trôi qua, hãy để cho nó trôi đi. Đừng nên kéo cọng rác lại, nó hôi cả đám. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó chúng ta phải tin nhân quả. Nó lực nhân quả sẽ có sự bù trừ rõ ràng hết trơn á. Yên tâm đi quý vị, cứ chăng thật niệm Phật. Cái buổi giảng này quan trọng nè, ngay ngày Phật đản sinh nghe. Quý vị nhớ đó, khang tiếng rồi đó. Nắng ngồi cả ngày nay quý vị, chứ thường những đức ít khang tiếng lắm. Mà ngồi nắng xong chạy vô phòng, ngồi nắng xong chạy vô phòng muốn khang tiếng. Vì chứ ngày mai là rầm rầm nữa nè. Ừ, ngộ vậy đó. Chút qua khỏi cả ngày mai, vậy mới hay chứ. Thấy không? Nó nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Ai đến đây dự lễ cũng về biết niệm Phật, biết tu. Bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ đăng ký, để mỗi ngày nghe thêm những bài giảng, để mình vui vẻ niệm Phật, để chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nghe. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta sẽ mừng lắm quý vị ơi. Đức Bổn Sư Thích Ca mừng quý vị niệm Phật về cực lạc nha quý vị ơi. Cố gắng lên quý vị ơi. Trả ơn cho Phật, trả ơn cho Thầy, trả ơn cho chúng sanh, trả ơn cho cha mẹ, làm cách nào? Niệm Phật về cực lạc thì trả ơn cho họ được quý vị ơi. Nhớ nghe. Chúc vị an lạc vị ơi. Đưa đèn bông sen lên các ơi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Điều hết rồi đó. Chúng ta đều phát nguyện giảng sanh vị ơi. Bây giờ vị cầm đèn bông sen này, những đức đọc 12 lời đại nguyện, vị đọc theo này vị. Cầm đèn bông sen đưa cao lên này nghe. Miệng đọc điều phát nguyện nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên qua con hóa sanh, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Nhớ chúng ta buông cái tâm hận thù đòi nợ, chư hương linh cũng buông cái tâm hận thù đòi nợ, đều phát nguyện niệm Phật để chúng ta phát nguyện đời này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cực lạc. Quý vị ơi, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Rồi chúng ta hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật.